có hai trường hợp ở đây. Một là ngắt kết nối, sóng gió với nhau, chia xa với nhau rồi. Và hai là các bạn đang vẫn tiếp tục tương tác với họ nha. Mình sẽ nói ưu tiên về trường hợp đang sóng gió, tơi bời ha. Thì người này đang muốn nói với bạn rằng họ đang có rất nhiều thứ trong cuộc sống phải lo, và nhất là khi đối diện với bạn. Dù tình cảm của họ đối với bạn là một ly tình cảm, nó còn phải có sự xem xét lại nha. Người này thật sự là thích bạn, thương bạn, tuy nhiên cái tình cảm này họ dùng lý trí để họ áp, họ đè xuống. Thành ra là họ sẽ có cái kiểu là hành xử là bạn còn phải chờ đợi họ nha. Và họ còn phải suy nghĩ lại, ngồi lì một chỗ. Thành ra là bây giờ hai người cứ kiểu như thế nha, kiểu kéo co đó ha, đổi kéo qua đổi kéo lại thế thôi, chưa phân thắng bại đâu. Và bạn là những cái kỷ niệm mà họ cần phải trân trọng nha. Họ biết cái điều này, tuy nhiên thì họ vờ như là phớt lờ cái tình huống này cho đến khi ngắt kết nối với bạn, thậm chí là chia tay chia xa, thì họ mới thấm thía được cái vấn đề đó. Và khi mà vắng bạn rồi, họ rất nhớ bạn, rất muốn được gần gũi bạn và rất muốn trao tình cảm lại từ phía của bạn. Và họ nhớ nhất là những cái lúc mà họ mệt mỏi trong công việc, họ ngưng bút xuống, và nhất là khi họ gần gũi bên bạn bè và họ biết rằng bạn đã có những cái cuộc sống tốt hơn rồi, bạn có những người bạn tốt hơn, không còn họ nữa rồi. Và nhất là họ nhớ bạn trong lúc mơ, và họ cũng nghĩ rằng không biết bạn có mơ về họ, phải nhớ về họ hay là không ha. Họ lo lắng cái điều đó luôn nha, chứng tỏ là họ còn tình cảm với bạn ha. Trường hợp thứ hai, bạn và họ vẫn liên lạc với nhau, tuy nhiên mình thấy tầm khoảng 50% trong trường hợp hai này, các bạn từng on off nhiều lần với nhau rồi, và lần này là lần để quay lại và tái sinh lại mối quan hệ này ha. Rất khả quan so với trường hợp 1. Và hiện tại cả hai bạn sẽ rất là rén với nhau, nhiều hơn ý tứ với nhau, không còn quá bổ bạ, không còn quá sống theo cái cảm xúc tiêu cực của mình nữa nha. Bạn và họ đều có những cái công việc riêng của mình, một không gian riêng rất là thoải mái, và khi nào rảnh thì các bạn và họ sẽ quan tâm và nhắn tin cho nhau. Một tình yêu rất là công bằng ở đây, là công bằng thời gian và sức khỏe, về tình yêu lẫn sự nghiệp công việc luôn ha. Và dù là cả hai bạn từng bị từng làm cho nhau tổn thương ở đây, và một lời khó giải thích được, nhưng cả trái tim của hai bạn vẫn luôn hướng về nhau, thậm chí là có những cái giấc mơ và mơ về nhau. Và họ và bạn hiểu được rằng chỉ có khi hai người kết nối với nhau, hai người mới được là chính mình, và hai người sẽ soi sáng cho nhau, giúp đỡ cho nhau, và sẽ được chữa lành cái luân xa số 5 ở cổ họng như thế này. Và các bạn từ đó sẽ có những cái động lực sống tốt hơn.